con chặt vô. Vừa sai thầy ơi. Nói gì ông ông nào chưa? Chưa. Tôm đó. Mời nhà trai. Mình giới thiệu về mình trước đi nhà gái ha. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào quý khán giả trong trường quay. Chào nhà gái. Em là tên Lưu Thanh Kiều, em sinh sống và làm việc tại Trà Vinh. Em làm nghề kinh doanh buôn bán, em bán quần áo may sẵn. Dạ, em 46 tuổi. Rồi, mời nhà trai. À, kính chào quý vị khán giả trong trường quay. À, ta tên là Nguyễn Quốc Thành, năm nay 46 tuổi. Sinh sống và làm việc tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Nghề nghiệp là giáo viên. Giáo viên dạy cấp mấy? Dạy cấp 3. Thôi mình vô luôn cái vấn đề là điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Em điểm mạnh của em là biết nấu ăn, lo lắng chăm sóc cho gia đình. Điểm yếu của em là hơi bị mù đường, em không biết. Em đi đường em bất cứ biết đường. Không sao, cái đó sau này mình có bạn trai rồi là bạn trai làm dẫn đường cho mình, không lo. Dạ, với em không biết chạy xe. Cũng không sao luôn. Có người chở luôn. Dạ. Rồi mình còn bên kia. Điểm mạnh em là biết vui vẻ hòa đồng. Rồi ngoài dạy học ra còn có thêm nghề ta cháy nữa là thợ tiệp hình cưới. Điểm yếu thì hơi nóng tính và nói thẳng, nhiều dễ mít lòng. Trời ơi, thầy thầy dạy học trò cái thầy giận quá, thầy bát học trò luôn. Không có. Lúc mà mình nóng tính nhất là mình làm gì thầy? Nóng tính rồi bỏ đi. Trời ơi, vậy cũng đâu có gì đâu, không sao. Người nóng thì sẽ có người vuốt. Bên đây đúng là rồi. Cái người là chăm sóc cho gia đình tốt lắm mà vuốt được nè. Đường tình duyên bên nhà gái sao nè? Em thì giống như là em cũng không có mối tình nào mà mãi hết. Tại vì là hồi lúc nhỏ thì em lo chăm lo dạng như là phụ cha mẹ, lo cho gia đình. Yeah. Tới lớn lên thì cũng như là có người may mối, nhưng mà em do quan điểm không có đồng quan điểm đó chị. Yeah. Thành thử em không có tiến tới hôn nhân. Dạ, em thấy chị hơi run. Dạ. Thôi chị đừng có run nữa, có em mà. Đừng có run nữa. Tại vì em cũng hơi nhát. Cũng nhát, dạ. Nói chung là bên đây cũng không có cái mối tình nào hết trơn. Tính ra thì không có mối tình nào. Tâm hồn trong trắng lắm. Vậy là còn lo chuyện gia đình là quên đi cái chuyện riêng của mình. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Còn thầy giáo sao nè, nói cho bà mối bà nghe coi. Giờ đường tình duyên thì đã ly dị 2 năm. Thầy có con không thầy? Có đứa bé 6 tuổi đang ở với mẹ. Trai hay gái thầy? Dạ trai. Vợ chồng ở nhau được có 1 năm. Rồi sinh con rồi vợ về ở bên nhà vợ. Rồi không chịu gì ở bên gia đình bên đây. Hiện giờ gia đình bên đây đang ở với mẹ già. Bên cô kia thì kêu mua nhà ở riêng. Nó cứ dây dưa 4 năm. Mẹ thầy nay nhiêu rồi? Dạ, phải 16 rồi. Mà vậy thì thầy cũng khó, bên là mẹ, bên là vợ. Tôi qua tôi coi nhà gái thôi. À, chào em gái, sinh năm 76 luôn. Dạ. Bây giờ, thí dụ giờ bên Đồng Tháp ta cần cô dâu về chăm sóc mẹ già 76 tuổi. Em thấy thì sao? Dạ, em thấy nếu mà chỗ nào mình ở được, buôn bán làm ăn được thì em cũng có thể về được. Vì Đồng Tháp buôn bán quần áo cũng được mà. Nhà thầy buôn bán được không thầy? Dạ được anh Nguyễn Minh, cũng gần ở thành phố Sa Đéc. À thành phố Sa Đéc rồi, ngon luôn. Sa Đéc là rất là đúng phát rồi. Triển. Phát triển luôn, Sa Đéc dạ. Rất là phát triển luôn á. Thí dụ hai người có duyên nhau? Dạ nếu mà có duyên với nhau thì tiến tới được thì có thể là về làm dâu được. À có thể. Em ở Trà Vinh em ở với ai? Em ở cũng với ba mẹ. Ba mẹ với ai nữa? À, anh chị em có gia đình hết rồi, còn có mình em ở chung với ba mẹ. Ba mẹ lớn tuổi chưa? 70 rồi. Hay là giờ rước mẹ thầy với mẹ cô qua ở chung luôn được không? Cái này em nghĩ chắc một tí nữa khi mà mình mở rào, hai anh chị sẽ chia sẻ mình có bạn trai là mình mong muốn cái người bạn trai đó như thế nào. Người bạn trai đó thì cao hơn em, cao 1m6 đổ lên, tính tình thì hòa đồng, vui vẻ. À, yeah. là người tiếp người, biết chăm lo cho gia đình. Hay là ốm hay là như thế nào đó? Ưa nhìn được à, anh giống như là cỡ như anh Quỳnh Linh vậy được. Bên đây anh hơi mập đó nha. Thầy là hơi gầy gầy chút xíu được không? Thầy ốm á, chị về chị dỗ cho béo lên.
Dạ. Thầy dễ ăn không? Dạ em dễ ăn. Dễ ăn rồi, vậy được rồi. Thầy muốn mẫu hình lý tưởng của thầy như thế nào? Người con nữ phải cao 1m65 trở lên. Có luôn. Tính tình vui vẻ, hòa đồng. Có luôn. À, biết kính trọng người lớn, quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống. Quá quan tâm tới mức giờ cô chưa đi lấy chồng luôn đó. Có gì thầy không thích ở phụ nữ không thầy? Không thích phụ nữ càm ràm, nói nhiều. Không được, cái đó phải thích thôi. Ví dụ như mình có cái chuyện gì nói rồi thôi, nói hoài có chuyện đó. Bản tính vậy rồi. Không có à, không hề à. Thấy 10 người, hết 9 người rồi. Tại nói hoài là tại vì nói một lần mà không có nghe, cho nên người ta phải nói lần thứ hai. Ta nghe ta mệt rồi ta đi luôn, ta không muốn nghe thôi. Đúng không? Mấy chị em phụ nữ, đàn ông có một cái tính rất là ngộ. Khi mà mình nói lần đầu tiên á không nghe đâu, nói lần thứ hai cũng không nghe, rồi tới hồi ta nói lần thứ ba cái nói người ta sao nói hoài. Đúng không? Đúng không mọi người? Ta hiểu rồi. Đó. Từ từ người ta nghe, làm gì nói hoài vậy? Không. Nếu mà đã nói nghe là phải sửa, là phải làm theo. Đàn ông sao là chị không thích? Em thích mấy người hơi dịu dàng chút xíu, với không có tánh cọc cằn quá. Anh có dịu dàng không? Anh là dịu dàng. Em coi chương trình vậy. Ừ, anh đâu có cọc tính không? Dạ. Thấy chưa, bên đây cũng vậy đó, yên tâm, nhà trai dịu dàng lắm. Chỉ có phụ nữ hay cọc tính vậy thôi. Tại vì nói hoài không có nghe. Nói nữa thấy chưa. Chị ơi, nay chị đi với ai vậy? Em đi với em gái của em. Dạ, em chào anh Linh và chị Ngọc Lan. À, là hồi nãy em có nghe anh giới thiệu là anh hơi nóng tính. Và mỗi lần nóng tính thì anh sẽ bỏ đi. Thì mỗi lần như vậy anh đi đâu? Đi xa, đi gần? Hay là... Câu này hay á. Hay là giận quá tôi bỏ nhà tôi đi luôn. À, anh thì giận thì bỏ đi chút xíu à, trở về chứ không có... Rồi thôi rồi, chứ không có... Bỏ đi chút xíu đi xa không? Không, đi vòng vòng nhà chứ không đi đâu xa. Đi ra sau giường. Rồi với lại cho em hỏi một tí nữa. Anh nói cái chiều cao là từ 1m65 trở lên. Thì bây giờ nếu mà chị em không đạt được cái tiêu chí đó thì giảm lại tí được không? Thì anh nói với chiều cao vậy, nhưng mà chừng 1m6 trở lên là ok rồi. Mình cũng không cần phải nó đúng cái mục tiêu của mình. Chắc mang uống vô được. Em ơi, chị em là đã hy sinh vì gia đình. Dạ đúng rồi, chị em là... Đó là chị phải có người yêu lâu rồi, có gia đình luôn rồi. Mình có thấy thương chị vì điều đó không? Dạ có. Chị phải lấy chồng, chị đi xa rồi ai ở nhà chăm sóc ba mẹ? Dạ cái vấn đề đó không có quan trọng lắm đâu anh. Tại vì ba mẹ em là mấy đứa con là ở vòng vòng không mà. Có gia đình nhưng mà cất nhà vòng vòng gần đó thôi. Tụi em có thể về chăm lo ba mẹ phụ. Chứ rồi. Không phải, tại vì chị cũng lo nhiều rồi. Bây giờ chị nên tìm cái hạnh phúc của chị. Nếu mà chị cảm thấy hợp, có một chút gì đó rung động thì giống như hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu. Khỏe ra. Vậy là trong vòng vòng có chị em rồi, không có lo, đỡ lo. Thầy, em nói thầy nghe nè, thầy cao 1m75 á thầy, cái mình chọn con gái á thấp thấp thôi. Rồi thầy biết sao con gái thấp đứng tới đây nè thầy. Đó, mình đứng ngang ngang cái mặt nó ụp vô trong cái lồng ngực á thầy, cái cảm giác được che chở lắm, nó đã lắm thầy thiệt. Đã gì đâu mà thấy. Một chút thầy thử thầy ôm một cái đi. Vô trong trọn trong vòng tay mình luôn á thầy. Ha thầy ha. Thôi bây giờ mình mở rào đi. Mở rào. À, bà mối bà nôn lắm rồi đó. Nôn thiệt. À, anh có món quà gửi tặng em. Em có món quà tặng. À cảm ơn. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh thì cũng hiền, cao, cũng ít nói như em cũng ít nói. Chứ anh đi dạy là học trò nó sợ lắm. Sợ là sợ sao anh? Tức là nó không có dám dạng như mình cũng có chừng mực, chứ nó không có đùa giỡn. Giống như anh nghiêm túc. Không phải nghiêm túc, mình dạy phải đánh làng hoàng chứ mình ấy đó, nó đâu có dạy nó được. Cái gì phải nói rõ thẳng, thì không có vụ mà ấp ấp mở mở. Không, nhưng mà dạy nha, dạy học trò thì cũng có lúc cũng phải pha trò cho học trò nó vui vẻ lên, cái tinh thần nó thoải mái. Thì cũng có. Chứ nếu mà anh cứng rắn quá thì nó cũng đâu có, học trò cũng đâu có ấy không. Em có thường hay lên xe đét không? Không, em nói em bị mù đường, em đâu ít có đi lắm, em không có đi đâu, không có tự đi một mình được. Thành thử ra em không có biết xe đét. Đi ngang thì có, thầy thấy em sao? Có thể là đúng tiêu chí của thầy không? Tại vì em hơi lùn.
Em thì cao 1m51 à. Cái đó không quan trọng, nói thì nói vậy chứ ăn thua ở tấm lòng thôi chứ chiều cao không quan trọng. Biết quan tâm chia sẻ trong cuộc sống là tốt. Thì con cái thì em có cần bao nhiêu đứa? Dạ không, em không quan trọng về con cái cần bao nhiêu đứa, miễn một đứa là cũng được rồi. Anh thấy đứa là đủ. Anh có con riêng vậy thì thí dụ như là anh mỗi tháng đi thăm con hay là hàng tuần? Không, anh một tháng anh lên thăm lần. Con anh sống với vợ mà ở đâu, ở gần anh không? Không, ở cách xa khoảng 25 km. Em có ngại điều đó không? Thì là phụ nữ thì ai cũng ngại điều đó, nhưng mà có cái là cái mức độ quy định, thí dụ như không phải là em không muốn cho đi thăm con, nhưng mà có cái là đi thăm con là cái bổn phận và nhiệm vụ của người cha thiêng liêng mà, thì em không có gì ngại. Anh thì hiện giờ ở với mẹ già, rồi em có thể ở cùng anh được không, hay là em ở dưới cột kè? Cái này thì mai mốt mình tìm hiểu đi rồi hả, mình tính tới, chứ bây giờ nói trước thì... Tại vì cái gì anh cũng phải hỏi thẳng anh. Bây giờ thí dụ như thầy có lo cái chỗ buôn bán cho gọi là người bà xã tương lai được không? Buôn bán thì ở phố Sa Đéc thì nó rất là nhộn nhịp. Nhưng mà em là tiếp người phụ nữ thì hơi càm ràm ấy. Tại vì phụ nữ là phải hơi càm ràm, nhăn rồi, chứ không có khi nào mà khỏi được hết. Ví dụ như càm ràm mình nói cái gì đó thì nói một lần thôi, chứ anh không thích nói hoài cái nhiêu đó, cái nói hoài nhiêu đó. Bây giờ thầy bước tới đó, thầy nắm tay cô gái hát một bài nào đó ha, rồi thầy ôm thử coi vừa sai không thầy. Đúng quá, dạ. Mình đúng quá, đúng không? Rồi đúng nè, mời cô đó, hai người nắm tay nhau đó, rồi thì hát tặng bài gì cái đi. Xin hát tặng bài Giọt Sương Trên Mí Mắt. Trời, trời quá dữ ơi luôn. Thấy chưa, có chim hót liền. Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt cuộc đời mẹ cha. Khi em đã lắng nụ hồng nở trong tim, giọt sương trên mí mắt là cuộc tình đầu tiên. Hát nè. Rồi ôm cái coi, ôm chặt vô. Vừa sai thầy ơi. Nói gì ôm ông nào chưa? Chưa đúng không? Ôm đó. Không có còn thời gian nữa. Thầy cũng phải trong thời gian này phải bằng mọi cách mình chạy nước rút thôi thầy nha. Dạ. Được không? Dạ được. Rồi. Bấm hay không bấm là quyền của anh chị nha. 1 2 3 Hết thời gian. Hồi hộp quá. Thấy chị lâu bấm hồi hộp quá. Kiều suy nghĩ hả Kiều? Dạ. Suy nghĩ gì vậy? Kiều lo gì Kiều nói luôn đi. Em thì lo tắm cửa mà thầy hơi giống như hơi cọc nóng tắm. Không có đến mức gì đâu. Hai người nắm tay nhau đi. Chúng ta không còn thời gian nhiều nữa. Thanh xuân cũng đã qua rồi. Chúng ta còn lại một chút thời gian để vớt vát thanh xuân. Và sẽ là những món quà gửi tặng anh chị. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chừng dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi? Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà sao trái... Em rung em quên lại rồi. Cái ông võ sĩ mà đứng trước bông hồng đều rung hết trơn hết trơn. Không, bây giờ trước khi hai bạn hẹn hò cho hỏi câu tò mò đó. Ví dụ như nãy muốn múa vậy đó, làm cái đó là bài quyền, nhưng mà thực sự nếu mà va chạm thực tế là có tự vệ gì, có đánh được ta không? Dạ được, có tự vệ. Em nói em hạ người bự với anh Linh là 3 giây, em nói thiệt, em nói chơi. Dạ thiệt, tùy thôi chị, lúc mà đứng khoảng cách gần mình đá ra đá ngay đây một cái là xỉu liền rồi, chứ không cần tới 3 giây. Thấy coi trúng không? Không trúng rồi, hồi nữa cặp sau rồi chắc không có ông em. Không hiểu rồi, tại vì thấy em nhỏ con của mày. Dạ tại vì quan trọng là mình tập để mà mình cái phản xạ của mình là chính đó chị. Vô đụng thì mình đỡ, hoặc là mình đá gì đó, những cái ngay những cái điểm mà mình đã tập. Rồi, không hầm phiền hai tập bạn. Tập võ không phải đánh người ta. Dạ. Tập võ để bảo vệ cho mình và bảo vệ cho người thân của mình. Dạ. Rồi, chúng ta bắt đầu chuyện tình yêu, các bạn hẹn hò thế nào?
từ quận 8 vào quận 9 đó. Cách nhau có một quận thôi. Quận 9 hay Thủ Đức? Dạ, em ở Thủ Đức. À, Thủ Đức, Thủ Đức ngay chỗ nào? Ngay chỗ, anh biết Vincom Thủ Đức không? Nhà em gần đó. À, Vincom biết. Dạ, chạy vô xíu. Là nhà trọ em hay là Dạ, em hiện tại đang ở với gia đình trên này. Dạ, là nhà em chuyển lên đây sống rồi. Dạ, một phần, còn một phần. Anh có biết uống rượu không? À, biết, hồi chút tại lúc trước là anh có làm hướng dẫn viên. Dạ. Hướng viên du lịch đó thì cũng có uống, nhưng mà từ lúc anh bị đau tử thì anh bỏ lâu lắm rồi không có uống nữa. Và nói chung là không thích. Vậy anh uống lại nha, tại nhà em bán rượu, ba em thích rượu với uống rượu. Trời ơi trời, người ta đau bao tử, ta bỏ được rượu rồi, giờ anh uống lại nha, gì vậy trời. Anh uống lại, em anh đau bao tử, em mua thuốc anh uống. Em chăm. Trời ơi, chết luôn em ơi, dạ, không được đâu. Nói chung là cái đó uống xả dao thì cái đó thì có thể được, chứ nhiều thì anh nghĩ là không có tốt. Dạ, ngoài cái yêu cầu hiền như nãy nói về người con gái, anh còn yêu cầu nào nữa không? Đặc biệt một xíu, dù như là ấn tượng đầu tiên hay là gì á? Đúng. Anh quan trọng là cái nhìn đầu tiên, với lại anh thích con gái cười. Chung là nhìn cười nhìn nó rất là thật, nhìn nó rất là dễ thương. Dạ. Vậy cảm nhận của em, của anh về lần gặp đầu tiên của em như thế nào? Cảm nhận thì em là rất là xinh, kiểu hoạt bát, lanh, giao tiếp rất là ok. Dạ. Em cảm nhận, anh cảm nhận em là chân thành, tại thường thường anh thấy gái miền Tây thì đa số là đều là phụ nữ của gia đình và chân thành. Còn muốn hiểu thêm thì chắc có thể là mình cho nhau cơ hội để mà mình ra ngoài mình tìm hiểu thêm. Dạ. Thì mình hẹn hò sao? Từng gặp nhau đi chơi mấy lần, dự định kế hoạch tương lai thì sao? Dạ, cái hẹn hò thì do mình sắp xếp thôi chị. Thời gian này của mình thì mình sắp xếp được thì rảnh lúc nào thì gặp lúc đó thôi. Còn em có yêu cầu gì về mà cái chuyện hẹn hò hay là như thế nào? Dạ không, em thì một tuần gặp một lần cũng được anh. Dạ, nhưng mà lâu quá thì em sẽ bị buồn. Dạ vậy thôi. Rồi. Xong rồi chị. Quan điểm con cái thế nào? Quan niệm về con trai con gái thế nào? Hai bạn cứ thoải mái trao đổi. Em thích con trai hay con gái? Dạ, em thích con trai con gái, em thì thích, nhưng mà nếu mà em thích nhất thì em thích con trai. Dạ. Tại sao lại thích con trai? Tại vì em thấy con trai hoạt bát, cũng giỏi như anh nè, thông minh đó. Em thích con trai hơn con gái. Con gái thì bánh bèo như em thấy em vô dụng như cái sự nên em. Là em bánh bèo dữ lắm hả? Dạ không, không dữ lắm đâu anh. Là bánh bèo là cũng tùy lúc hay sao? Dạ, cũng tùy lúc, nhiều lúc thì em... Tại anh thích con gái là kiểu như năng động chút xíu, rồi sport xíu, sport thể thao chút xíu. Bánh bèo quá thì nhìn nó không anh. Ví dụ như em sẽ có những cái bánh bèo của những con gái điển hình, nhưng mà em cũng có những cái mạnh mẽ riêng nữa, chứ không phải là em cứ bánh bèo đúng không anh ơi. Không làm này không làm kia thì em không phải vậy. Anh ớn nhất là vậy. Dạ không, em tự lập được. Rồi chắc xong rồi, hết biết nói gì rồi. Rồi bây giờ không nói gì nữa hết, mỗi người một câu nữa thôi, nói giống như tỏ tình với đối phương vậy đó. Nói cái cảm xúc thật sự trong lòng mình, bây giờ mình cảm thấy như thế nào, mình có rung động như nào hay chưa, hay là mình như thế nào, mình có nói thẳng nói thật với nhau. Một câu nữa thôi, mỗi người một câu, chúng ta sẽ quyết định bấm nút. Rồi mời bạn trai. Mình đến đây làm cái duyên rồi thì anh nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu, sau đó như thế nào anh không biết, nhưng mà đã có duyên gặp nhau thì nên cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Anh nghĩ là anh với em thì khoảng cách nó cũng không xa, nên là cái chuyện mà có thể đến với nhau hay không là do hai đứa có chân thành với nhau hay không. Mà anh nghĩ là tình cảm chân thành thì xuất phát từ trái tim, nên là nếu mà hồi trái tim nó đỏ là biết nó chân thành. Dạ. Anh đừng có muốn nói gì không? Dạ, em cũng nghĩ như anh, là em nghĩ là đến đây là thực sự là mình đã có duyên rồi, thì em nghĩ là mình nên cho nhau một cơ hội. Tình cảm nó sẽ là, thì có cơ hội thì đó tất nhiên nó sẽ tới. Trước tiên mình hãy nên tin. Em có một chút rung động gì đối phương của mình chưa? Dạ em rung lắm, là rung động cũng có. Cũng có. Dạ. Bạn gái.
em bị ấn tượng, bị thích bởi cái khúc mà bạn em múa giỏ. À, thích múa giỏ đúng dạ. không? Về ngày nào cũng múa cho em coi. Dạ, em nghĩ là nên lâu lâu để em có giữ những cái chứ nhiều quá thì sẽ bị nhạt. Lâu lâu đâu? Dạ. Khi nào cãi nhau nó mới múa thôi. Rồi. Rồi, đặt tay vào nút để bấm. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Bên tay trái. Chúng ta có 3 giây. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình nha. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời. Các bạn rất hợp lý với nhau đấy, nắm tay nhau đi các bạn. Ngay bây giờ, đúng giờ này, khắc này, trước bao nhiêu bàn dân thiên hạ và người nhà của mình, các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau và có quyền gọi là hôn nhau. Mời bạn trai. Ôm như tóc không thấy được. Dán tóc em lên. Lên. Dạ. Trời ơi, dễ thương không? Cái gái em này, hình như họ đã gặp nhau từ bao giờ rồi đó. Thấy... rất là hợp lý luôn á. Hy vọng, hy vọng là một ngày không xa sẽ chiếc nhẫn mà cô ba tặng cho em để dành tặng cho bạn gái người vợ tương lai á sẽ nằm trên tay của cô này nha. Dạ. Có khi nào em hung lại tặng bạn trai một cái dạ. Vậy mới ấn tượng. Bạn hôm nay bạn ấy ấn tượng là muốn một bài quyền cho em mà em chưa làm gì ấn tượng. Em hung bằng đó kỷ niệm ngày hôm nay ngày chính thức gặp. Ở đây nhiều cô gái hung chàng trai lắm sao cả. Nếu thật sự thì mình rung động. Mẹ xin mẹ nụ cười tỏa nắng. Dạ 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 thôi để nghe giá gì vậy ngại. Bạn rung quá em không quên đâu em gửi lên cái không cứ để em luôn tặng em dạ. Tặng gì tặng em luôn hả là của em nói đi dạ cái đó là của em. Cái này cái thiệt hay cái giỡn nói vậy á chị à, dạ tặng em luôn vậy đó hả dạ ồ hay quá này nó cũng đổi cái vàng rồi. Đây là chiếc vé xem phim của Cơm Rạp Cinebox 212 chiến thắng gửi tặng các bạn. Dạ, cảm ơn. Phiếu quà tặng 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang cấp bộ TX gửi tặng hai bạn. Dạ. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi dạ, tặng hai bạn. Chị. Chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn. Dạ cảm ơn. Và đây, một chiếc máy nước nóng hiệu Senton gửi tặng hai bạn. Tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Và đây là món quà đặc biệt, đó là một chiếc TV ha. 40 một chiếc TV trị giá là 9 triệu đồng. Thương hiệu UVC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV. Thương hiệu UVC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV điều khiển bằng giọng nói. Chiếc TV này sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Đây quà của hai bạn này nha. Cầm thật kỹ nha. Đây. Ôi giời ơi.